một tác phẩm mang lại những cái ý nghĩa về những sự tài lộc, về những sự may mắn trong sống. Em Tuấn nghĩ rằng là ai cũng mong cầu phải không ạ? Ngày hôm nay thì giới thiệu với anh em hình tượng về ngài thần tài, đặc biệt được làm dưới nền chất liệu gỗ chắc và là hàng hộ hàng thân anh em mình ơi. Tác phẩm này có trị giá hơn 40 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu và báo giá trực tiếp tới toàn thể đại gia đình nhà mình anh mình nhá. Và đầu tiên thì em có thể thưởng lãm đó chính là khuôn diện mặt của ngài thần tài trong ngày hôm nay vẫn luôn nở những nụ cười là sự hoan hỉ về có thể là mang lại những sự may mắn trong cuộc sống anh em mình ạ. Những cái ánh mắt chi tiết nhỏ là đến từng cái nếp nhăn thôi anh em mình ơi, mà kênh hết lên ngay cả là cái chiếc mũ mà ngài đang đội, em đều làm những cái bát vàng ở trên chiếc mũ, quai mũ hay là đều làm chạm trổ kênh và được chế tác là liền khối. Và xuống bên dưới nữa, đặc biệt hơn thế thì trên mỗi đôi bàn tay của ngài đang cầm là những cây gậy như ý và những cái bát vàng để có thể mang lại cho gia chủ chúng ta về có thể là cầu được, ước thấy cầu những cái điều là bình an trong cuộc sống. Và phần bệ đế thì em không hề để trơn mà vẫn chạm trổ thêm là những đồng xu thỏi tiền vàng. Những cái đồng xu thỏi tiền vàng này em vẫn chi tiết đến từng cái nhỏ nhất. Và tác phẩm này có chiều cao là 58, rộng 28, sâu là 21. Anh em nào quan tâm thì có thể inbox qua số Zalo em đã ghi trên màn hình. Em đang bán trực tiếp tác phẩm này tại cửa hàng với mức giá là 43 triệu đồng anh em mình nhá.